Trinh Duy Phương Trinh chính thức hé lộ bạn trai mới sau 6 năm ly hôn bằng Kiều. Thông qua hình ảnh chụp từ phía sau được Trinh Duy Phương Trinh chia sẻ, bạn trai của cô sở hữu chiều cao rất ấn tượng và thân hình vạm vỡ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, giọng ca hải ngoại Trinh Duy Phương Trinh lần đầu đăng ảnh sánh đôi cùng bạn trai mới. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra kín tiếng khi chưa chịu tiết lộ diện mạo người yêu. Thông qua hình ảnh chụp từ phía sau, nhiều người dự đoán bạn trai của nữ ca sĩ là người ngoại quốc. Trinh Duy Phương Trinh khá nhỏ bé khi sánh vai cùng nữ kia. Vợ cũ Bàn Kiều cũng không giấu được niềm hạnh phúc bên tình yêu mới, cô biết. Hạnh phúc bắt đầu từ bạn, không phải từ các mối quan hệ của bạn, không phải từ công việc của bạn, không phải từ tiền bạc của bạn, mà là từ chính bạn. Phía dưới hình ảnh Trinh Duy Phương Trinh nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đa số đều bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, cô sẽ sớm công khai diện mạo bạn trai. Trước đó vào cuối tháng 10 vừa qua, Trinh Duy Phương Trinh chính thức chia sẻ niềm vui tìm được ý trung nhân trên mạng xã hội. 6 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Bàn Kiều, giọng ca hải ngoại đã chịu mở lòng với người đàn ông khác. Trinh Duy Phương Trinh có bài viết rất dài trên trang cá nhân, hạnh phúc khi kể về tình yêu của mình. Nhưng điều đặc biệt, cô thể hiện sự trân quý dành cho Bàn Kiều. Xin phép chồng cũ cho người đàn ông ấy được chăm lo, dạy dỗ các con khi nam ca sĩ vắng mặt. Xin phép ông bạn Bàn Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ sẽ không bị chia sẻ, mà ngược lại, các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng, Trinh Duy Phương Trinh nhắn gửi. Nữ ca sĩ tâm sự, cô cũng dặn lòng sẽ không yêu ai nữa. Nhưng rồi người đàn ông đặc biệt ấy bỗng dưng xuất hiện, khiến cô mạnh dạn mở lòng thêm một lần. Anh ấy đã đến lúc trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời anh, đã làm bờ vai cho em tựa, ở bên cạnh để an ủi và lo cho bố mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu, Trinh Duy Phương Trinh bộc bạch. Đồng thời Trinh Duy Phương Trinh cũng cho biết người mới chiếm được tình cảm của ba cậu con trai. Điều này không phải ai cũng làm được. Ngay lập tức, Bàn Kiều cũng gửi lời chia vui đến vợ cũ. Đồng thời, cảm ơn vì đã luôn dành cho nhau sự tử tế. Sau hôn nhân đổ vỡ, Bàn Kiều và Trinh Duy Phương Trinh vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con. Năm 2017, Bàn Kiều có tình yêu mới với Hoa hậu Dương Mỹ Linh, nhưng cả hai cũng đã chia tay sau đó. Hiện tại nam ca sĩ đã có tình yêu mới và bên cậu con trai.